Xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Akari Gaming. Mình là Akari đây, và ngày hôm nay chúng ta lại cùng đến với thử thách năm 2018 các sếp nhá. Những anh em nào mà chưa từng xem hoặc là chưa qua được cái thử thách từ năm 2017 đến 2012 thì hãy xem lại ngay trên kênh của mình các sếp nhá. Mình đã làm rất đầy đủ cho anh em rồi. Và bây giờ chúng ta hãy cùng khám phá cái đánh 3 sao cực kỳ dễ dàng luôn anh em ơi. Let's go. Ở cách đánh này chúng ta sẽ cần đánh với cả rồng điện, nhưng mà đánh với rơi thì anh em hãy theo cái hướng đi phân tích của mình nha. Thì trên góc 12 giờ chúng ta sẽ có một em baby. Ở cái hắc ám này chúng ta sẽ có một rồng điện. Ở đây có Tesla, chúng ta sẽ đầu tư king với cả là queen. Còn bây giờ số còn lại chúng ta thả một số blue và dồn toàn bộ rồng ở đây. Khí cầu chiến thì chúng ta sẽ cho vào khu vực nhà chính. Ok. Rồi khi mà gần đến nơi ấy thì anh em bật quả rồng quản giáo. Trong tình huống này mình đang để là quản giáo đi bộ, nhưng mà khi đánh thì anh em nhớ cho nó đi bay dùm nha. Rồi, đóng băng cụm nhà chính với cả là Inferno 1 đi ở đây. Bắt được rồng nữa thì cũng được. Và lúc này đây chúng ta thả luôn bình rơi chỗ bình cuồng nộ ấy. Nó sẽ giúp cho anh em rất tốt luôn trong việc bắt những cái Inferno 1 đi, bắt được xoáy nữa. Đây các bạn này. Chỗ này bây giờ thì chúng ta đầu tư thêm một bình cuồng nộ nữa cho rồng cũng được. Mà anh em thích thì chấp luôn cũng không sao, bởi vì lực lượng của chúng ta ở đây là rất khỏe rồi. Đấy, uy tín luôn mà. Đấy, trận này anh em chưa cần thả. Thích thì đóng băng cũng được, nhưng mà không thích thì cũng không sao. Đây, bởi vì lực lượng này thoải mái cho anh em đánh 3 sao rồi. Tin tới đi. Vâng, cũng đã từng ôm rồng điện rất nhiều rồi. Cái hướng đi quân nó rất quan trọng ở chỗ thả rơi ở cái bình cuồng nộ gần khu vực nhà chính. Nhưng anh em nhớ là phải để cho nhà chính nó nổ xong đã thì hãng thả rơi nhà các sếp nha. Đấy, cách đánh rất là đơn giản luôn. Hình mẫu bay cú điện đúng không? Bay rồi đấy. Rồng còn rất nhiều, queen chưa gồng. Đây là một trong những cách mà anh em có thể đánh 3 sao cực kỳ đơn giản luôn. Đấy, anh em nào chưa biết chơi rồng điện cứ áp dụng cho tớ là như vậy. Một baby ở hướng 12 giờ, một rồng điện cắt ở cái kho hắc ám ở đây. Ở đây là chấp spell lỡ rồi. Đấy, yên tâm nha, chấp 3 spell luôn cho anh em nha. Chỗ này đây không thả bình cuồng nộ cũng được, thoải mái. Em queen với cả rồng đủ ăn chơi tẹt gà luôn cho tình huống này. Đây, anh em nhìn nó đi đường quyền này. Hốc hết đi. Đây, queen chất cần luôn. Rồi, dày đấy. Chấp 3 spell cực kỳ dễ luôn các sếp nha, không cần gồng. Hãy đưa ra ý kiến của các bạn về cách xử lý anh em đánh 3 sao cái mẫu bay này như thế nào ở phần bình luận phía dưới nha. Và các sếp nào mà có nhu cầu múc các gói trong cửa hàng mà bị lỗi quốc gia, cần tư vấn gì, liên hệ ngay fanpage Akari Gaming sẽ tư vấn đầy đủ cho anh em. Cảm ơn các bạn rất nhiều video này. Anh em nào múc được rồi, anh em nhớ nhập mã Akari ủng hộ mình nha. Bye bye các sếp.